À, đây là Hồng Dương đây, còn cái này là Kramer Camilla. Chị Lê xin chào tất cả các bạn kênh lời với kênh của chị Lê TV. Bữa nay mình trở lại sân vườn. Thì bữa nay mình chia sẻ cho các bạn kết quả của việc dâm cành cây Hồng Dương. Sau 5 tháng, đây nè, đây là những cái chậu Hồng Dương mình đã dâm cách đây khoảng 5 tháng các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra coi ở dưới nó có rễ hay không nha. Thì một thời gian vừa qua đó mình có nhận một số comment của một số bạn đó hỏi rằng là cành Hồng Giòn có ra rễ hay không, thì bữa nay mình sẽ kiểm soát nha. Mình không có biết ở dưới nó có rễ hay không, nhưng mình thấy lá ra rất là nhiều đó, lá ra rất là nhiều luôn đó. Bây giờ mình cho các bạn xem. Sau 5 tháng á, mình không biết ở dưới nó có rễ hay không, mình cũng không có chắc nha, không có chắc ăn. Thì bữa nay mình sẽ mở ra hết trơn ra xem coi nó ra sao. Thì trước đó là mình có dâm ba cái cành bông, ba cái chậu bông nhỏ ngoài, còn có một chậu thôi, hai chậu kia bị héo rồi, còn chậu này nó lên nè, nó lên lá nó vẫn lên. Còn cành Hồng Giòn thì mình thấy nó lên quá trời luôn, để mình đem ra các bạn nha. Đây nè, mình nhớ rằng là lúc trước mình dâm bốn cành nha, để mở ra xem sao. Với lại loại bông này nữa, bông này để cho các bạn xem, loại bông này thì mình dâm ba chậu mà còn có hai chậu, còn có một chậu thôi. Đây các bạn xem. Đây các bạn, cái này ra rễ ra lá nha, mà không biết ở dưới nó có rễ hay không. Loại bông này là như là Camarilla gì đó, mình không nhớ tên tiếng Mỹ nha, mà mình thấy nó lên lá 5 tháng rồi các bạn. Còn Hồng Giòn nè, lên quá trời luôn. Thế mình đưa thẳng xuống dưới đây cho các bạn xem. Đây, thở ra nha. Tèn tèn. Wow, lên quá trời luôn. Mà thấy không, xanh tươi luôn á. Bây giờ mình sẽ mở ra xem có rễ hay không nha. Bây giờ mình sẽ đào lên các bạn. Mình sẽ đào lên từng cây một, xem coi có rễ hay không. Phải mang bầu. Ok, đã đào lên cây này trước nha bạn. Wow, thấy rễ này các bạn, rễ ra quá trời nè, lá xanh tươi luôn. Tại vì để trong cái bao ni lông á, nó không có được tươi như bên ngoài đó. Hay, rễ ra quá trời nè đó. Wow. Mình đã chuẩn bị được cái chậu này nha, chậu này mình trồng xuống đây, mình chia ra thành mấy chậu, mình sẽ đào tiếp thêm một cây nữa, chiếu gần cho bạn xem. Wow, wow, cái này lên rễ quá trời luôn. Đây này các bạn, thấy không, cái này lên rễ quá trời luôn đó. Sau 5 tháng nha các bạn, sau 5 tháng đó. Bây giờ mình bỏ tiếp vô cái chậu này. Đây, để mình bỏ ra chậu khác, quên.
để mình bỏ vô cái chậu khác nữa. Rồi các bạn, mình đã chuẩn bị thêm một cái chậu khác nè, trồng vô chậu này. Wow, coi nè, coi rễ ra quá trời luôn. Trồng vô chậu này. Rồi. Rồi được hai chậu. Bây giờ mình làm tiếp cái chậu này. Ở đây còn hai cây các bạn. Hai cây. Ủa sao cái này chết rồi? Cái này chết rồi. Chết rồi. Mình trồng 4 cành nha. Cành này chết rồi. Coi cành này có lên không. Ok. Cầu mũi quá trời luôn. Đó. Cành này có rễ nè. Nhưng mà rễ ít lắm. Rễ ít lắm. Mà nó cũng lên lá nè. Lên chậm hơn mấy cành khác. Mấy cành khác lên rễ quá trời luôn mà lá cũng nhiều nữa. Mà cái cành nó càng ngày càng dài ra. Thì chắc mình trồng cái này vô cái chậu này luôn đó. Tại vì chậu này chậu nhỏ thôi. Cái này thì mình để trồng bên đây. Cái này thì quá rễ quá trời luôn. Rễ quá trời các bạn. Trồng ở đây. Ok. Ok các bạn. Vậy là chúng ta đã có 3 cây hồng giòn. Mình chiết cành cách đây 5 tháng. Rễ ra 100%. Đó. Các bạn phải lựa cái mùa, cái tháng của nó đó. Giả sử như là ở bên Mỹ là hết mùa đông là khoảng tháng 4. Thì khi mà tháng 4 tới, những cái cành non á, những cái mầm non bắt đầu mọc ra, các bạn lợi dụng cái thời cơ đó, các bạn sẽ dâm cành rất là hữu ích, với lại kết quả ra 100% ra rễ luôn. Thì mình đã có 3 cành hồng giòn đã ra rễ, và mình bảo đảm với bạn là cái này sẽ sống, nó sẽ bỏ, sẽ sống 100% luôn các bạn. Ok các bạn. Đó là cách chia sẻ dâm cành cây hồng giòn của mình. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, bổ ích, các bạn hãy chia sẻ, nhấn nút like và ủng hộ kênh của Chi Lê. Chi Lê xin hẹn gặp lại với các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chi Lê TV, bye bye. Các bạn nhớ là phải tưới nha, chứ lại để trong bông râm á. Tại vì cái này mình mới mang ra đó, cho nên nó, cái lá của nó ở trong cái bao ra đó, cho nên nó hơi yếu không. Các bạn đừng để ra ngoài ánh sáng liền ngay một lúc. Khoảng tuần sau các bạn đem ra ngoài ánh sáng, nhưng mà bây giờ mình tiếp tục bỏ vô bông râm. Ok bạn, Chi Lê xin hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Sẵn dịp cho các bạn xem luôn cái bông của mình nè. Héo rồi. Không biết dưới có rễ hay không. Rồi mình được 3 chậu. Thì mình sẽ tưới nước nha các bạn. Tưới nước. Để trong cái bao ni lông nó bị cái lá nó không có được thẳng, nó cong queo hết trơn luôn. Cái này cũng vậy. Cong queo hết trơn luôn. Rồi mình sẽ tưới nước cho mấy cái cây này. Để vô bông rong nha các bạn. Các bạn đừng có để, tại vì nó mới trong cái bao ni lông ra đó, cái lá nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nó hay dễ bị hư lắm. Cho nên các bạn phải để tiếp tục bỏ vô bông râm khoảng 1 tuần nữa trước khi các bạn đem ra ngoài. Ok. Ok. Rồi xong rồi.